kỳ bỏ phiếu sớm đã bắt đầu ở một số bang trên khắp nước Mỹ. Theo thống kê của New York Times, gần 12 triệu cử tri Mỹ đã tham gia bỏ phiếu sớm tính đến ngày 19 tháng 10. Tuy nhiên, các nhà quan sát vẫn cho rằng những lá phiếu sớm chưa nói lên được điều gì, khiến kết quả cuộc đua năm nay rất khó đoán định. Đảng Dân Chủ đang nỗ lực thúc đẩy những người ủng hộ đi bỏ phiếu sớm nhằm tối đa hóa lợi thế ban đầu của bà Harris. Do lo ngại hiệu ứng truyền thông của Đảng Cộng Hòa và khả năng phản thùng của nhóm cử tri xác định theo Đảng Xanh trong ngày bầu cử. Thực tế cho thấy, Đảng Dân Chủ đã tận dụng các lựa chọn bỏ phiếu sớm trong các cuộc bầu cử gần đây, thu về hàng triệu phiếu bầu trong quá trình này. Năm 2020, số lượng cử tri đi bỏ phiếu tăng vọt được coi là yếu tố quan trọng giúp Tổng thống Joe Biden đắc cử. Khi đó, nhiều bang dễ dàng tiến hành bỏ phiếu sớm hơn do đại dịch. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và những người ủng hộ đã đi khắp đất nước trong tuần này, tận dụng vào các tiểu bang chiến trường quan trọng nơi kỳ bỏ phiếu sớm đã bắt đầu và sắp bắt đầu. Người đồng hành tranh cử của bà, thống đốc Minnesota Tim Walz, đã đến Bắc Carolina vào ngày đầu tiên của kỳ bỏ phiếu sớm tại bang này, trong khi chồng bà, ông Emhoff, cũng có mặt tại Georgia để kêu gọi cử tri xuất hiện tại điểm bầu cử. Điểm đáng ngạc nhiên là Đảng Cộng Hòa cũng có động thái tương tự, dù trước đó, ứng viên đại diện, ông Donald Trump và nhiều ứng viên Cộng Hòa từng chỉ trích một số phương pháp bỏ phiếu sớm, bao gồm cả việc sử dụng rộng rãi các thùng bỏ phiếu vì lo ngại gian lận kiểm phiếu. Chuyến thăm Georgia mới nhất của cựu Tổng thống vào ngày 15 tháng 10 trùng với thời điểm bắt đầu bỏ phiếu sớm tại bang này. Trong một bài đăng trên mạng xã hội mới đây, ông Trump cũng kêu gọi người dân Arizona đi bỏ phiếu ngay lập tức trong tuần sau đó. Theo ông Julian Zellinger, giáo sư lịch sử và quan hệ công chúng, dù không có nhiều tác động đến cuộc đua vào Nhà Trắng, việc bỏ phiếu sớm vẫn cho phép các chiến dịch theo dõi những người đã bỏ phiếu và tập trung vận động nhóm cử tri chưa đưa ra quyết định. Điều này giúp hai ứng viên nâng cao tiềm năng chiến thắng trong một cuộc đua sít sao mà kết quả cuối cùng có thể được định đoạt chỉ với vài lá phiếu. Một trong những lý do khiến cuộc đua vào Nhà Trắng trở nên khó đoán định là quy tắc bầu cử theo cử tri đoàn. Ứng cử viên tổng thống nào có được tối thiểu 270 phiếu đại cử tri, tức là trên 50% trong số 538 phiếu đại cử tri, sẽ đắc cử Tổng thống Mỹ. Ở 48 bang của Mỹ, người giành chiến thắng trên toàn bang sẽ nhận được tất cả phiếu đại cử tri của bang đó. Riêng ở hai bang, Maine và Nebraska, ứng cử viên nhận được nhiều phiếu bầu nhất ở mỗi khu vực bầu cử sẽ giành được một phiếu đại cử tri của khu vực đó và chiến thắng trên toàn bang tiếp tục mang về thêm hai phiếu đại cử tri cho ứng viên này. Hiện cả ông Trump và bà Harris đều không có nhiều lợi thế vượt trội hơn hẳn so với đối thủ của mình dựa trên dữ liệu cấp tiểu bang. Theo thống kê mới nhất của đài CNN, tính riêng trên bang Trung Thành, bà Harris bắt đầu với 225 phiếu đại cử tri so với 219 phiếu của ông Trump. 90 phiếu đại cử tri từ 7 tiểu bang dao động Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Bắc Carolina, Wisconsin và Pennsylvania và một phiếu đại cử tri ở quận 2 của Nebraska vẫn chưa xác định được chủ nhân. Đối với bà Kamala Harris, con đường ngắn nhất dẫn đến phòng bầu dục là chiến thắng tại các tiểu bang bức tường xanh, bao gồm Michigan, Pennsylvania và Wisconsin. Trong trường hợp để thua ở vành đai chiến trường mặt trời là Arizona, Georgia, Nevada và Bắc Carolina, Phó Tổng thống buộc phải đi đường vòng qua ít nhất 3 trên 5 tiểu bang thuộc khu vực Great Lakes, tiến tới quận 2 của Nebraska và giành được sự ủng hộ từ các tiểu bang khác từng bỏ phiếu cho Tổng thống Joe Biden vào năm 2020. Trong khi đó, chiến thắng ở 3 bang miền Đông, Pennsylvania, Bắc Carolina và Georgia nhiều khả năng sẽ mang lại cho ông Trump nhiệm kỳ thứ 2 ở Nhà Trắng. Chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống cũng khóa mục tiêu vào 3 bang chiến địa quan trọng kể trên, với khoảng 1/4 trong số 435 triệu đô la Mỹ tiền quảng cáo toàn chiến dịch được đổ vào khu vực này. Đặc biệt, Pennsylvania, tiểu bang dao động quan trọng nhất đối với lưỡng đảng, đang mắc kẹt trong thế hòa về mặt thống kê. Trung bình thì các cuộc thăm dò về tỷ lệ ủng hộ ở bang chiến địa sở hữu tới 19 phiếu đại cử tri này cho thấy khoảng cách giữa ông Trump và bà Harris chỉ dưới 1 điểm phần trăm.
đây là khoảng cách sát nút chưa từng thấy giữa hai ứng cử viên đại diện đảng lớn tại cuộc đua quan trọng nhất nước Mỹ trong ít nhất nửa thế kỷ trở lại đây. Thế bám đuổi sít sao đã xuất hiện kể từ khi Phó Tổng thống được chính thức tham gia tranh cử hồi đầu tháng 7. Cặp đôi Trump-Harris chưa từng dẫn trước đối thủ ở bất kỳ tiểu bang nào kể trên trong khoảng 5 điểm phần trăm trở lên. Một khoảng cách đủ để các nhà quan sát đưa ra một dự đoán đáng tin cậy về khả năng thắng cử của họ. Mỗi khi có một tín hiệu tốt dành cho ông Trump thì lại có một tín hiệu tốt khác dành cho bà Harris. Thực tế này khiến tôi không thực sự chắc chắn về kết quả dù ngày bầu cử chỉ còn cách khoảng 2 tuần nữa. Ngòi bút chuyên về chính trị Mỹ, Harry Einstein của đài CNN nhận định. Nhiều đảng viên Cộng hòa cho rằng kết quả cuộc khảo sát trước thềm bầu cử chưa nói lên điều gì. Trên thực tế, trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2016, ông Donald Trump thua bà Hillary Clinton 2,1 điểm ở phiếu phổ thông, nhưng thắng phiếu đại cử tri là 304 so với 227 nhờ chiến thắng sít sao ở nhiều bang. Nếu lịch sử lặp lại, ông có khả năng sẽ dễ dàng giành chiến thắng với hơn 300 phiếu đại cử tri. Tuy nhiên, nguy cơ cựu tổng thống thất cử lại xuất phát từ chính nội bộ đảng, do vẫn có một bộ phận đảng viên Cộng hòa công khai phản đối ông Trump. Theo cuộc thăm dò gần đây nhất của The New York Times, tại Pennsylvania, tỷ lệ ủng hộ của cử tri Dân Chủ dành cho bà Harris có phần áp đảo tỷ lệ ủng hộ của cử tri Cộng hòa dành cho ông Trump, khiến bang này có nhiều khả năng sẽ được nhuộm xanh trên bản đồ bầu cử năm nay. Ông Trump đang tranh thủ vận động sự ủng hộ từ nhóm cử tri người Mỹ gốc Ả Rập ở Michigan, khi nhóm này bất đồng với chính sách của Đảng Dân Chủ cầm quyền liên quan đến cuộc chiến ở Gaza. Trong khi đó, bà Harris tập trung vào nhóm cử tri trí thức, cử tri thuộc tầng lớp trung lưu và đặc biệt là cử tri nữ. Nhìn chung, dù không phải là vấn đề thu hút nhiều sự chú ý nhất hiện nay, quyền tự do sinh sản vẫn được xem là con át chủ bài có thể mang lại chiến thắng cho Đảng Dân Chủ. Hơn 2/3 số cử tri đã đồng ý đi bỏ phiếu vào tháng 11 tin rằng đây là cuộc bầu cử quan trọng nhất trong cuộc đời, bao gồm 72% người ủng hộ ông Trump và 70% người ủng hộ bà Harris. Chưa chiều thay, 1/3 số cử tri chưa đưa ra quyết định có thể sẽ quyết định kết quả đường đua năm nay.